Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 341, sắp chết. Trần Nhị Thái Thái Điền Thị thấy Lâm Phương mặt bộ đồ thuần trắng, ngồi quỳ trên chiếc đệm hoa sen, tay liên tục lần chuỗi Phật Châu, phảng phất như thể chỉ cần dừng lại một khắc là sẽ xảy ra chuyện lớn gì đó, Tình cảnh này làm bà ta nhớ tới lúc thấy nhỉ cô già trong chùa Thanh Hoa, da nhăn nheo, khi ngón tay chuyển động có thể thấy cả khớp xương phập phồng dưới làn da mỏng, đắm chìm trong làn hương Phật lượn lờ, dù xung quanh có động tĩnh gì cũng sẽ không buồn ngừng đầu nhìn, chỉ lặng lẽ đối mặt với tượng Phật. Tăng y xanh nhạt nhạt như thể đã phủ một lớp bụi trần, trông như thể một pho tượng đất mặc tăng bảo vậy. Người ngoài trông vào vừa thấy sợ lại cảm thấy bị thương điển thị bước tới kéo cổ tay lâm phương mau đứng lên đi con làm gì vậy con muốn bị giam trong này cả đời phải không lâm phương thầy điển thị đến thì như thể tìm được nơi nương tựa đôi môi run rẩy gọi mẹ mẹ điển thị mừng rỡ vậy là tốt rồi còn biết khổ sở là còn có thể cứu được bà ta chỉ cần khuyên vài cầu như trước đây lâm phương sẽ làm theo lời bà ta thôi đứng dậy trước đã chúng ta qua bên kia ngồi nói chuyện con nhìn con xem đã gầy hốc hác đi rồi kìa, còn cứ tiếp tục như vậy thì sẽ ra sao hả? Trước đây bà ta thường khuyên Lâm Phương nên gây một chút mới yêu điệu xinh đẹp, chẳng ngờ mới mấy ngày không gặp mà Lâm Phương đã gầy rộc đi như thế này, sắc mặt khô vàng như bà già, nào còn trẻ trung, chẳng trách cô ra cũng không chịu bênh vực Lâm Phương đôi ba câu trước mặt trường bối. Lâm Phương đối diện với Điền Thị dây lát, sau đó lập tức quay mặt nhìn nơi kê bàn thờ Phật trước đây. Giờ nơi đó đã trống không, con không thể đi được đâu mẹ, phải bảo đại thái thái trả bàn thờ Phật lại đã. Bồ Tát không trách tội con thì con mới có thể đứng lên, bằng không nhà ta sẽ gặp họa lớn mất thôi. Điền thị nghe mà lạnh cả lòng, nhíu mày nhìn Lâm Phương, con nói bậy bạ gì thế? Phật tổ từ bi, nhất định sẽ không trách con đâu. Lâm Phương kinh ngạc nhìn Điền thị, chẳng phải mẹ luôn nói, bất kính Phật tổ sẽ bị đày xuống ngục A Tỳ vĩnh viễn chịu khổ hay sao lâm phương nhìn điền thị chằm chằm điền thị bất ngờ ngẩn ra nhất thời chẳng biết nên nói gì cho phải lát sau mới dám giải thích như con bây giờ không tính là bất kính phật tổ chẳng biết nhớ tới điều gì lâm phương thoáng dùng mình sao lại không tính bàn thờ phật bát hương cống phẩm không còn gì rồi con đã không còn gì rồi mẹ không biết đấy thôi bấy nay trong phòng thường xuyên có những tiếng rất kỳ quái, còn cả còn cả mùi nhang phật mẹ có người thấy không? mùi nhang phật. Điền thị nhìn về phía bàn thờ, bát hương đã bị truyền ra ngoài từ lâu, ở đâu ra mùi nhang phật? lại nói linh tinh rồi, còn không thích thì bảo hạ nhân đừng đốt là được. Điển thị nói, lại vươn tay chạm đến vòng hạt phật châu trên cổ tay lâm phương, cổ tay nàng ta quấn mấy vòng hạt, siết chặt cả đoạn cánh tay. Lâm Phương đột nhiên dùng sức đẩy Điển Thị ra, đừng động vào Phật Châu của con, khó khăn lắm. Nói đoạn, nàng ta lại kề ngón tay bên môi ra hiệu, khó khăn lắm trong phòng này mới không còn mấy âm thanh kia. Nhưng con mà dừng lại, thì khi trời tối, chúng sẽ lại lần tới cửa, kéo con xuống địa ngục A Ti. Điển Thị vươn tay, nhưng Lâm Phương nói nhanh hơn, mấy nha hoàn trong phòng đều bước đến khuyên can, đại nãi nãi, người nghe lời nhị thái thái đi bà tử bên cạnh thấy không coi được bền kéo lâm phương lâm phương là toáng lên các ngươi tránh ra tránh hết ra đừng có hại ta để ta niệm kinh để ta tiêu nghiệp cho chính mình nói đến đó nàng ta lại quay đầu nhìn điện thị mẹ mẹ mới sư thái đến làm phán sự cho con đi làm phán sự cho con là con sẽ ổn ngay thôi trong phòng con sẽ không còn những thanh âm kia nữa không còn ai rủ gì vào tai con mẹ mẹ điền thị thấy lâm phương ngày càng điên cuồng rốt cuộc không nhịn nổi nữa phân phó bà tử bỏ đại nãi nãi ra mặc nó đi thôi bà tử buông lòng tay lâm phương lảo đảo rồi lại bò lên đệm hoa sen như thể chỉ có chiếc đệm hoa sen này mới bảo vệ nàng ta an toàn nhất đôi mắt nàng ta mở to trống rỗng giáo giác mó chừng xung quanh rồi khẩn trương niệm kinh tiếc tim điền thị đập như trống trầu bà ta không thể ngờ tới Lâm Phương sẽ ra nông nỗi này. Bà ta ngưng mắt thấy tứ hy nha hoàn hầu hạ bên cạnh Lâm Phương, tử hy hiểu ý, chậm rãi bước lại. Điền thị ra khỏi phòng trong đến phòng bên phía đông, hỏi tử hy, Lâm Phương làm sao thể? Lần trước về nhà còn khỏe mạnh bình thường mà, vì sao mới có mấy ngày đã trở thành thế này rồi? Mà mà bên người điền thị nhìn ngó xung quanh rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Tử Hy vội quỳ xuống thưa, Nhị thái thái, người đến chùa Thanh Hoa mời đại sư đến trừ tà cho nãi nãi đi, chưa biết chừng làm thế là sẽ ổn thôi. Tứ Hi Vĩnh nói như vậy, điền thị và khăn tay, sắc mặt thâm trầm, ngươi hầu hạ bên người nãi nãi lại không biết khuyên can, còn dám suối bẩy nó làm sằng à. Tứ Hy đỏ mắt lên, hốt hoảng nói, mấy hôm nay nãi nãi cứ nói là nghe thấy tiếng động lạ, buổi tối thường cảm thấy có ai đó đang nói bên tai, trong phòng cũng tự dưng có mùi nhang Phật, còn có tiếng gõ mõ. Nhưng mà bọn nô tỳ đều không nghe thấy gì, cứ đến tối là đã đốt đèn trong phòng rồi, nhưng dù vậy, nãi nãi cũng không dám ngủ, chỉ cần nhắm mắt là người ướt đẫm mồ hôi lạnh, Thái thái đã mời Lang trung đến xem bệnh cho nãi nãi, Lang trung kê đơn bốc thuốc an thần, nãi nãi uống cũng không thấy có tác dụng. Nãi nãi bảo là cần phải mời người đến làm pháp sự, Thái thái lại không chịu bây giờ nãi nãi mới xin thái thái mời người đến đây người xin dùm nãi nãi đi chỉ cần mời người tới làm lễ mấy ngày tốt xấu gì cũng phải để nãi nãi khỏe lên đá điền thị nhìn từ hy chăm chú tứ hy không hề né tránh ánh mắt lo lắng khôn nguôi, nếu thật sự không được người đón nãi nãi về trần gia ở một thời gian đã đón về trần gia vậy phải nói với người ngoài thế nào chưa biết trừng lâm gia sẽ nhân cơ hội này mà hiu lâm phương Điền thị không lên tiếng, thầm ma ma đứng bên nói, nào có thần thần quỷ quỷ gì ở đây, đừng nói lung tung. Tử Hy lập tức nhìn về phía điền thị, nãi nãi cũng bởi vì nhị thái thái mới xem kinh Phật, bằng không sẽ không bày biện bàn thờ Phật trong phòng như vậy, mới chừng ấy tuổi, có ai lại ngày ngày ăn chay niệm Phật. Con chẳng phải vì danh tiếng Bồ Tát của nhị Thái Thái đã truyền ra bên ngoài hay sao? Trong phòng yên tĩnh lại, bên ngoài loáng thoáng có tiếng lâm phương niệm kinh tử hy lấy hết dũng khí nói tiếp thái thái nếu người không chịu lo việc này cho nãi nãi bệnh của nãi nãi sẽ chẳng biết đến khi nào mới khỏi được mới có mấy ngày mà đã gầy rộc cả đi rồi cơm canh ăn không vào còn cứ tiếp tục thế này thì làm sao mà chịu nổi chứ điển thị nghiêm mặt tình hình hiện tại đâu dễ lập đàn tràng cơ chứ Lâm đại thái thái còn tới tận nhà bảo đừng để lâm phương cùng tín vật như thế nữa điển thị đứng lên ra khỏi phòng Lâm Phương đang nhìn chằm chặp kinh Phật. Điền thị bước lại, cầm kinh Phật lên, Lâm Phương vội cướp về, ôm chặt vào lòng không chịu buông tay. Điển thị cất cao giọng, Lâm Phương, còn có nghe lời mẹ không thể. Lúc này Lâm Phương mới nhìn Điền thị, mẹ. Con vẫn, nghe lời người mà. Con, nghe theo cả mà. Nghe lời mẹ. Mẹ nói có Phật tổ. Đúng là có hàng ngày phật tổ đều nói chuyện với con bọn họ đều nghe thấy mà tất cả mọi người đều nghe thấy mẹ người tin con một lần đi mọi người đều có thể không tin con nhưng sao mẹ lại không tin con được trong chuyện này mẹ rõ ràng nhất mà nói đến đó nàng ta ném cuốn kinh trong lòng ra kéo tay điển thị thật chặt mẹ nước mắt nàng ta chảy xuống mẹ người cứu con đi con không chịu nổi nữa rồi chúng đều ở đây cả chỉ cần con nhắm mắt lại, chúng sẽ ghé tại con nói, mẹ đưa con về đi, đưa con về từ trúc viện đi. ngột kép, thẩm ma ma thấy thế cũng tới khuyên bảo, nãi nãi cứ an tâm đi, mọi chuyện đều có thể thương lượng được. Điền thị nhìn ánh mắt u ám của Lâm Phương, lòng nhũn ra, Lâm Phương, con nghe mẹ nói đã, ca ca con mới thành thân, trong nhà bận rộn quá không tiện đón con về. Con chịu khó dưỡng bệnh, đợi mấy hôm nữa khá lên, mẹ sẽ tới thương lượng với cha mẹ chồng con, cho con và cô ra cùng về Trần Gia ở mấy ngày nhé. Lâm Phương nghe nói vậy liền gục xuống đệm, mẹ không chịu cứu con ư. Thẩm Mama đứng bên lộ vẻ không đành lòng, kéo tay áo lau khóe mắt, nãi nãi đang yên đang lành, vì sao lại? Bị bệnh đến nỗi này, điển thị nhớ đến giang dấp thường ngày của Lâm Phương, kéo tay nàng ta nói, để mẹ về hỏi tổ mẫu con, nếu được, Ta sẽ đến thương lượng với Lâm gia, con thấy thế nào?" Trong mắt Lâm Phương tràn đầy tuyệt vọng, mẹ nói, "Thật chứ?" Điền thị gật đầu, "Thật, con yên tâm, mẹ nói thật, con chỉ cần nghe lời mẹ đừng niệm Phật nữa, ngoan ngoãn lên giường nghỉ ngơi, mẹ sẽ có cách giúp con." Lâm Phương gật đầu lia lịa. Điền thị tươi cười, vội vàng gọi hạ nhân đỡ Lâm Phương dậy, "Ai ngờ nhân cơ hội này, Lâm Phương lại vội ôm kinh Phật vào lòng." tay bắt đầu lần tràng hạt. Bệnh của Lâm Đại Nãi Nãi càng ngày càng nặng, tin tức này như được chắp cánh, nhanh chóng bay khắp kinh thành, nhà nhà đều biết. Lâm gia tới Trần Gia thương lượng chuyện này vài lần, tất cả làng chung trong kinh đều đã được mời đến bệnh của Lâm Đại Nãi Nãi vẫn không thấy có biến chuyển tốt lên. Chuyện của Lâm gia mới truyền được vài ngày thì đã bị một chuyện lớn khác đè lên, Hoàng thượng lập nhị vương gia làm thái tử từ hôm nay được vào điện dưỡng tâm nghe hoàng thượng xử lý chính vụ. Cả kinh thành như bùng nổ, bầu không khí sôi sùng sục. Triều Đại Chu đã phế bỏ Đông Cung từ lâu, đương kim hoàng thượng ban phủ của mình trước khi đăng cơ cho nhị hoàng tử. Triều Đình xảy ra chuyện lớn như vậy, đầu tiên là người người bất an, đợi đến khi mọi chuyện đã thành kết cục định sẵn thì lại yên tĩnh dị thường. Nhị vương ra trợ giúp việc triều chính không dám lơ là, ngày ngày vào cung sớm nhất, gia cung trễ nhất, cần cù vất vả như vậy khiến hoàng thượng vui mừng lắm. Nghe được tin ấy, thuộc phi nương nương làm loạn hậu cung mấy ngày, bị hoàng thượng trách phạt cầm túc ba tháng vì tội không chu toàn lễ nghĩa, từ đó về sau coi như mất thánh sùng. Đêm đêm hoàng thượng đều ngủ lại cảnh nhân cung, tình cảm giữa để hậu càng được củng cố. Chớp mắt đã qua thu sang đông, chính sự dường như cũng đã bị gác tại mọi người hân hoan chuẩn bị mừng năm mới trên đường răng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt. Tình hình kinh doanh của hai cửa hàng của Lâm Di ở Kinh Thành đều rất khá, phong bao lì xì cho hạ nhân cũng dày lên không ít, quân sự ma ma trong phủ tĩnh bạc đến tạ ơn, Lâm Di bảo cũng ma ma, lấy cả điểm tâm cho mọi người tới đây, để cho mọi người cùng nếm thử, vất vả một năm rồi cũng nên thử một bữa ngon. Cùng ma ma tươi cười, gương mặt đầy nếp nhăn, nô tỳ đã chuẩn bị xong rồi mọi người vội vàng tạ ơn. Lâm Di đang định cho mọi người tôi ra thì bà từ gác cửa bỗng bước tới báo tin. Cũng Mama đến nghe, sau đó sắc mặt hơi biến đổi, đi tới bên Lâm Di, bẩm báo, Lâm Đại nãi nãi sắp đi. Trần Gia đang chuẩn bị tới xem. mươi 342, bức tranh. Nụ cười trên môi Lâm Di nhạt dần, nàng đặt chén trà trên tay xuống, chuyện khi nào thế? Cùng mama đáp nghe nói hai hôm trước đã không ăn uống được gì. Trần nhị thái thái qua thăm mấy lần, nói là tinh khí cũng sắp cạn kiệt đến nơi, con cừ như vậy thì chỉ trông đỡ được đến sang xuân là nhiều. Lâm gì hỏi cùng mama, có nghe nói chỉ thứ hai Trần gia định xử lý sao không? Nàng cho rằng Điền Thị Hàn sẽ làm gì đó, không đến mức mặc Lâm Phương cử thể ốm chết ở Lâm gia. Này nhị vương gia đã là thái tử, con sóng gió về trường ninh sư thay đã qua rồi sao điền thị còn mặc lâm ra muốn làm gì thì làm như vậy được cùng ma ma lắc đầu dạo này bên chi thứ hai thận trọng lắm như là không có ý định đón lâm đại nãi nãi về nhà mẹ đẻ vậy trước mặt người khác điền thị luôn ra vẻ một người mẹ hiền nhưng đến thời khắc cần thiết thì cũng chỉ biết bo bo bảo vệ lợi ích cá nhân mà thôi lâm gì cảm thấy thật may mắn khi không có một người mẹ như điền thị cũng ma ma nói tiếp, ngày mai Quảng Bình Hầu Phu Nhân sẽ qua thăm. Dù hiện giờ đang là tháng riêng thì qua tại chỗ thân gia một chút cũng hợp lẽ. Người ngoài cũng sẽ không tắm miệng bàn ra tán vào. Lâm Di gật đầu, làm vậy cũng được. Nàng nhìn về phía cũng ma ma, ma ma cho người qua phủ Quảng Bình Hầu báo một tiếng. Ngày mai ta đến Lâm gia cùng mẹ. Cùng ma ma thưa bạch thược đưa nước trà lên, chu thập cửu nhấp một ngụm, Lâm Di mới nói, tình trạng của Lâm Phương không tốt, ngày mai ta định cùng mẹ đến Lâm gia thăm hỏi một chút. Chu thập cửu nâng mắt nhìn, bệnh từ mùa thu, hiện mới đến tháng riêng. Lâm Di gật đầu, tiếp theo không cần nói ra, ai nấy đều hiểu rõ. Ngoài mặt thì là Lâm gia muốn bảo toàn mình, nhưng kỳ thực là muốn bổ một nhát sau lưng Trần gia, danh tiếng của Trần Nhị Thái Thái Điền Thị đã không còn như trước, rất nhiều người bàn tán rằng Lâm Phương rơi vào tình trạng ngày nay đều là do quả báo. Vì mưu lợi, Trần Nhị Thái Thái Điền Thị không từ cả thủ đoạn lợi dụng chính con gái ruột của mình, ngày sau Trần Gia còn khả năng gặp phải tai họa lớn hơn nữa. Vừa nhắc đến chuyện này, những vụ việc mấy năm nay Trần Nhị Thái Thái Điền Thị qua lại trong kinh, mượn danh nghĩa giảng kinh Phật để tạo mối quan hệ với quyền quý đều được bóc từng lớp một. Chuyện phổ viễn đại sư và trường ninh sư Thái trước vốn đã có người gánh rồi nếu không phải vì hoàng thượng thẳng thường gọi ngũ vương gia tới gian dạy bên ngũ vương phi cũng không đổ sạch lỗi lầm lên đầu người ngoài không chút lưu tình ra vẻ mình tin nhầm người người kia dĩ nhiên là điền thị kẻ có qua tại thân thiết với trường ninh sư thái cả ngày cứ thích chạy tới phủ ngũ vương gia để giảng kinh phật để tránh hỏa điền thị đành phải ở yên trong nhà dù lên chùa thanh hoa dâng hương hiện giờ cũng chẳng ai muốn rủ Điền Thị cùng đi nữa. Theo lý mà nói, Lâm Gia đã đạt được mục đích, không cần phải vội vội vàng vàng làm khó Lâm Phương. Tuy nàng cùng Lâm Phương chẳng có tí tình tỉ muội nào, nhưng nghĩ kỹ một chút vẫn thấy khó chịu, Lâm Phương con trẻ như vậy. Lâm Gia cũng thật tàn nhẫn. Lâm Di vừa dứt lời thì Quất Hồng đi vào bẩm báo, quản sự của hàng tranh tới hà. Hai cửa hàng trong kinh đều khai trương vào hôm mùng 8 hẳn là lại thu được một tác phẩm thi họa nào cao giá nên mới tới hỏi ý chủ. Lâm Di quay sang nhìn Chu Thập Cửu, quận vương gia đi đi, khả năng đánh giá của ta không bằng quận vương gia. Các vấn đề về thi họa thì đại đa số đều hỏi Chu Thập Cửu. Chu Thập Cửu biết được nhiều tin tức bên ngoài, rất hiếm khi đánh giá nhầm. Chu Thập Cửu cười nhìn Lâm Di, bảo người mang bàn cờ lên đây, chúng ta chơi một ván đi lâm di đứng dậy đưa chu thập cửu ra ngoài rồi quay vào phòng trong bảo bạch thược chọn hai món lễ vật ngày mai ta đi lâm ra bạch thược đi ra phía sau chọn hai khối nghiên mực lâm gia là gia tộc thư hương ngay cả hạ nhân cũng biết tặng lễ cần đưa giấy bút gì đó cho hợp tình hình lâm di tắc đầu ta nhớ là mấy hôm trước bên tôn thất có đưa tới hai chiếc bình hoa khai phú quy mới lấy giấy tuyên thành gói cẩn thận cho vào hộp đi Bạch thược thưa vắng rồi bung nhiên mực đi xuống. Lâm Di ngồi uống tách trà, bày tại bàn cờ cân trước nàng cùng Chu Thập Cửu đang chơi giờ. Chưa bày xong quân cờ, Chu Thập Cửu đã bước nhanh vào nhà, trong tay còn cầm một bức tranh. Gương mặt Chu Thập Cửu lạnh nhạt, chẳng lẽ là cửa hàng thi họa thu nhầm đồ dơm. Xưa này Chu Thập Cửu không coi trọng tiền tài, dù như vậy thì cũng chỉ cười một tiếng rồi cho qua mà thôi bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 343, bức tranh. Chu Thập Cửu đưa bức tranh cho Lâm Di, Lâm Di vừa mở ra vừa hỏi, sao vậy? Mới mở được một nửa, Lâm Di đã kinh ngạc đây là. Đây là bức tranh Quan Thế Âm của Điền thị, nhưng Quan Thế Âm này không giống tranh Quan Thế Âm trong phòng Điền thị mà nàng từng thấy. Tuy đều lấy Điền thị làm mẫu nhưng quan thể âm trong bức tranh này ăn mặc không giống như trên tượng Phật Nghiêm chỉnh mà nói thì đây không phải vẽ quan thế âm mà là chân dung Điền thị." Chu thập Cửu nói thêm, "Trong cửa hàng còn mấy bức tương tự, quản sự không dám làm chủ nên tới phủ hỏi ý kiến, người bán tranh đã bị giữ lại trong cửa hàng, có nên kinh động đến quán phủ không?" Kinh động đến quan phủ sẽ không tránh khỏi bị tra xét từ gốc đến ngọn, Điền thị sẽ phải xấu hổ mà chết, Trần gia cũng sẽ bị liên lụy, Lâm Di nói, "Trước đây ta chỉ thấy tranh lấy tướng mạo Trần Nhị thái thái vẽ quan thế âm." hiện tại ở Trần Gia còn có một bức, nếu cha, chẳng biết rốt cuộc tranh này là ai truyền ra ngoài. Lâm Di thương lượng với Chu Thập Cửu, mua lại hết những bức tranh này đi, sau đó đưa người bán tranh qua chi thứ hai của Trần Gia, bên chị thứ hai có trưởng bối là nhị lão thái thái rồi, việc này cứ để trưởng bối định đoạt. Trong kinh không chỉ có một cửa hàng tranh nhà bọn họ, bọn họ thu mua được thì chưa chắc nhà khác đã không có, nếu là như vậy, chưa đến nửa ngày nữa, cả kinh thành sẽ bùng nổ vì chuyện này. Bức tranh của Trần Nhị Thái Thái bị đưa ra phố phường, để cho nam nhân bên ngoài soi mói đánh giá, chỉ e đây sẽ thành chuyện đáng xấu hổ nhất của kinh thành. Chu Thập Cửu nói, người khác chưa chắc không có, đều đang chờ cơ hội này thôi. Vì danh dự của Trần Gia, chỉ có thể lặng lẽ mà hành xử. Như vậy tức là đồng ý với sắp xếp của nàng. Lầm gì sai người cất bức tranh đó đi để sau này ít ra cũng có thứ đối chứng. Trời đã tối, đèn lồng trên hành lang đã được đốt lên, chiếu sáng cả bên ngoài và trong phòng. Ngoài kia, tiếng pháo hoa liên miên không mót, khiến người ta vẫn cảm nhận được không khí hân hoan đầu năm, nhưng lúc này ở Trần gia lại như nghe thấy tiếng sét đánh giữa trời quang. Lâm Di nhấp một ngụm trà, chơi cờ cùng Chu thập cửu. Bên chi thứ hai của Trần gia trần đại thái thái đồng thị ôm ngực trần an trái tim đập hoảng loạn vội vội vàng vàng đi về phía phòng của nhị lão thái thái đại nãi nãi thái thị đang cười cười nói nói cùng nhị lão thái thái quay đầu chợt thấy đại thái thái đồng thị vội vàng đi vào áo choàng cũng không kịp mặc sắc mặt nghiêm nghị tái nhợt như vừa đụng phải quỷ bèn ngừng người ra nhị lão thái thái cũng ngừng cười nhìn về phía đại thái thái người cũng đã có tuổi rồi sao còn hấp tấp bất cần như vậy nói đoạn bà ta lại quay sang nha hoàn đứng bên mau đi rót cho đại thái thái tách trà nóng làm âm người đi đại thái thái không đợi nha hoàn đi xuống mà đi thẳng tới trước mặt nhị lão thái thái giọng châm hẳn xuống lão thái thái có chuyện rồi nhị lão thái thái cau mày nhìn qua đại thái thái đồng thị siết chặt khăn tay không nhịn được mà run lên một chập thái thị nhìn trần lâm bân trần lâm bản đứng dậy nói lời cáo từ với nhị lão thái thái hai vợ chồng rời khỏi phòng nhị lão thái thái đại thái thái đồng thì cũng đuổi hết người hầu bên cạnh đi cúc này mới nói rõ cửa hàng thi hỏa của phủ khang quận vương có thu được mấy bức tranh người trong tranh là nhị thải thái nhà chúng ta phủ khang quận vương bên kia không dám để cổ đã trói người bán tranh lại đưa tới phủ chúng ta thành lão thái thái định đoạt nhị lão thái thái đang cầm tách trà lên uống Nghe đến đó thì đầu ngón tay như bị phòng, vội vàng rụt tay về, ngẩng đầu nhìn Đại thái thái Đồng thị, ngươi vừa nói cái gì? Đại thái thái Đồng thị lo lắng đáp, nhị thái thái nhà chúng ta từng giả dạng quan thi âm, trong từ trúc viện vẫn còn một bức tranh quan thi âm đó thôi, lại có mấy bức tặng cho người ngoài, bên phủ Ngữ Vương cũng có, con nghĩ liệu có phải vì thế mà mới bị người ta lấy ra vẽ lại, trước giờ những bức tranh này luôn được giữ trong nhà nay lại bị bán ra ngoài phố phương. Ngọc kép, nhị lão thái thái cảm thấy máu nóng hừng hực sông lên đầu, nắm chặt tay vị ghế định đứng dậy, ai rè đứng không vững, thiếu chút nữa thì ngã sấp, đại thái thái vội bước tới đỡ, cơn giận trong lòng nhị lão thái thái bốc lên phừng phừng, vươn tay đẩy đại thái thái qua một bên, có phải con nhỏ lâm di động tay động chân không? Đại thái thái ngạc nhiên, nhớ đến lời lâm huyền dặn bà, hiện tại nhị vương gia là thái tử, lâm di lại có quan hệ tốt với hoàng hậu nương nương ngày sau nhắc đến phủ khang quận vương phải cẩn trọng chút vì thế bà thấp giọng đáp hắn không phải lâm di lại không có bức tranh của nhị thái thái hơn nữa nếu là như vậy cần gì phải cho người đưa kẻ bán bức tranh đến phủ chúng ta nhị lão thái thái vươn tay nhanh lên bảo quản sự trong phủ dẫn người đến hỏi kỵ càng đại thái thái thưa vâng lại như vừa nhớ đến bên nhắc nhở con thấy vẫn nên gọi nhị thái thái đến hỏi chút xem, những bức tranh này nhị thái thái đã tặng những ai. Nhị lão thái thái nhìn về phía đông ma ma, đi. Gọi nhị thái thái tới đây. Đồng ma ma vội vàng đi thẳng tới từ trúc viện, đại thái thái thì đi về phía của nguyệt lượng phân phó con dâu phương vượng hầu bên người. Ta quên lấy bức tranh của nhị thái thái rồi, mau. Đi lấy tranh đưa qua cho lão thái thái xem đi, con dâu phương vượng đi lấy tranh Đại Thái Thái trở về phòng nói cho Trần Doãn Ninh, ánh mắt Trần Doãn Ninh sáng lên, thật thế à? Đại Thái Thái gật đầu, người và tranh đều mang đến đây, còn có thể là giả được ư? Trần Doãn Ninh hơi ngẩn ra, sau đó cười một chập dài. Đại Thái Thái cố tình ra vẻ nghiêm nghị hỏi Trần Doãn Ninh, chẳng con cười được, danh dự của Trần gia chúng ta sắp mất sạch rồi đấy. Trần Doãn Ninh cười nhạt, ở ờ ta cũng có ngày hôm nay ta còn tưởng rằng à ta phải trở thành người tốt hết kiếp này ấy chứ." Nói đến đó, ông ta chợt ngừng, "Mấy năm nay, chúng ta bị ả tính kế nhiều cần rồi." Nói đến đó, Đại thái thái Đồng thị Đô cả vành mắt, "Chuyện khác thì cũng thôi đi, nhưng Đôn ca à cũng không chịu buông tha, lão thái thái hiện tại cũng không thích Đôn ca nhà chúng ta." Đôn ca dùng cung tên bắn chim tại vô tình làm mù mắt đại nha hoàn hạnh nhi của Trần Lâm Bân, chuyện này truyền ra bên ngoài khiến cho Trần Doãn Ninh không sao móc đầu lên được. Này Động Thị đang cảm thấy hả hê, Lâm huyền Tại dặn bà Cúc này phải thay đôn ca bày tỏ ấm ức, bà ta vừa nói vậy, quả nhiên Trần Doãn Ninh rất cảm kích sự rộng lượng của bà ta, từ nay về sau, mọi chuyện bà ta đều phải nghe theo Lâm huyền mới được. Trần Doãn Ninh nói, để xem xem lão nhị còn che giấu chuyện rèm pha này bằng cách nào, xem xem Điền Thị có thể tự sát để bảo vệ sự trong sạch không. Đại thái thái bảo, sao mà à ta đành còng chịu chết chứ? Không chịu chết, Trần Doãn Ninh thắc mắc, chuyện này đâu phải do à quyết định, trong tộc sẽ không để mặc chuyện này như vậy đâu. Hai vợ chồng trò chuyện một cát, rồi đại thái thái tại tới phòng nhị lão thái thái hỏi thăm tin tức, mới vừa đến cửa đã nghe tiếng khóc của Điền Thị, tiếp đó là tiếng quát giận của Trần Doãn Chu, để ta tra ra kẻ này là ai, ta nhất định bàn thấy hắn thành vạn đoạn chương 344, chắc ẩn. Đại thái thái đồng thị đi vào, vẻ mặt thương hại đỡ điền thị đứng lên, nhị thúc đừng chỉ bán đệ muội trước nghĩ cách giải quyết đã. May mà hiện tại tranh này chưa truyền ra ngoài, người bên ngoài còn chưa biết đến việc này. Nói ra những lời này, trái tim đại thái thái đập thật mạnh, suốt bao năm qua, điền thị luôn đóng vai như bà hôm nay. Dường như điền thị cũng nhận ra điều gì, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía đại thái thái nhị lão thái thái nhìn về phía trần doãn chu con sai mấy tay sai vặt đến tất cả các cửa hàng thi họa trong kinh tìm hiểu một lượt trong tối ngoài sáng đều phải cẩn thận hỏi thăm có tranh tương tự phải mua về ngay không đủ ngân lượng thì trong phòng ta còn đấy mau đi đi trần doãn chu thưa vắng ném bức tranh trong tay lên bàn quay đầu bước nhanh ra cửa nhị lão thái thái nhìn điền thị đang ngồi trên sàn điền thị siết chặt tay theo bản năng trong lòng bàn tay là một chuỗi Phật Châu bằng gỗ tử đàn. Đại Thái Thái Đồng Thị đỡ Điền Thị ngồi vào ghế, như cơ đãng nhặt bức tranh tên, thấy người trên đó, Đại Thái Thái tại không nhịn được hô tên đầy kinh ngạc, là ai, sao lại có thể làm ra loại chuyện này được. Điền Thị chứng kiến màn biểu diễn vụng về của Đại Thái Thái Đồng Thị, cây gai trong lòng càng cắm vào sâu hơn, từ nay bà ta phải thường xuyên nhìn cái loại biểu cảm này của Đại Thái Thái, cả cái giọng mỉa mai đắc ý, nhạo báng này nữa, nghĩ tới đây, lửa nóng trong lòng dâng lên, dâng mãi đến tận cổ họng, khiến bà ta ghê tởm muốn ói ra. Lâm Di Yên ổn ngủ một giấc thật sâu, mở mắt nhìn thì trời đã sắp sáng. Đồng hồ báo giờ đã gõ vang, Bạch Thược và Linh Lung đang bàn với nhau về chuyện bê đồng hồ ra chỗ khác để Lâm Di ngủ thêm một chốc. Lâm Di ngồi dậy, kéo dây chuông treo bên giường, Bạch Thược vội vào nhà ngay. Lâm Di hỏi, tại sao không gọi ta dậy? Bạch Thược cười nói, trước lúc đi, quận vương gia có căn dặn bọn nô tỳ để quận vương phi ngủ thêm một chốc à? Rất hiếm khi nàng ngủ say như thế, tỉnh dậy đúng là cảm thấy huệ hoài dã rời, huy ca thế nào rồi? Bạch Thược đáp, đang chơi cùng bà vú à? Trước khi đi quận vương gia còn rẽ qua bế một cát đó à? Chu thập cửu bế con, còn cố tình chọn cúc nàng không có mặt. Thời đại này, quân tử chỉ ôm cháu không ôm con, trước mặt nàng còn phải làm bộ là một vị quân tử đường đường. Lâm Di đứng dậy rửa mặt chải đầu, người gác cổng nói mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Đến khi xe ngựa của phủ Quảng Bình Hầu tới thì đã trễ hơn giờ hẹn một chút, Lâm Di bảo người mang theo lễ vật lên xe ngựa. Tiểu tiêu thị kéo Lâm Di ngồi xuống bên cạnh, quan sát Lâm Di thật tỉ mỉ. Thầy sắc mặt Lâm Di rất tốt, bà cũng yên tâm hơn khi xe ngựa khởi hành bà vươn tay sửa lại tóc mai cho lâm di sắp mở ẩn khoa ngoài đường lắm xe kiểu người ngựa qua lại chúng ta phải tránh một chút đi vòng thêm nửa vòng cho nên muốn đôi chút người trong tổn thất không cần tham gia khoa cử để nhập sĩ cho nên lâm di không quá quan tâm đến chuyện này lâm di nói trong tộc nhà ta có người tham gia không tiểu tiêu thị cười nói có đó vườn phía tây đã thu dọn để cho người trong tộc nghỉ nhờ ở đó khi đi thi nói đoạn bà lại dùng một chút năm rồi có mấy người thì đều qua bên chị thứ hai ở năm nay lại đều đến nhà ta hẳn là do danh tiếng của cha con ở trong tộc đã đi lên nên mọi người mới đến đây nhân khí trong tộc vượng lên cũng là thể diện của phủ quảng bình hầu lâm di nhìn tiểu tiêu thị cần này hai người tới lâm ra khó tránh khỏi việc lâm đại thái thái sẽ dò hỏi ý định của tiểu tiêu thị vì vậy nàng bèn thấp giọng căn dặn, chúng ta chỉ tới thăm Lâm Phương, mẹ đừng nên nhiều lời với Lâm Đại Thái Thái về tình hình bên chị thứ hai kia, để khỏi mang tiếng vào người. Tiểu tiêu thị đô mặt, trước khi tới, tổ mẫu con đã giận ta rồi, trước đây ta không biết Lâm Đại Thái Thái cả người thế nào, hiện giờ ta đã nhìn ra rồi, nếu bà ta tốt thật thì Lâm Phương đâu đến nông nỗi như ngày hôm nay. Lâm Di gật đầu, con sợ lâm đại thái thái gặp mẹ tại khóc tóc, kể lể làm mẹ nhớ tới tình cảm hồi nhỏ. Tiểu tiêu thị vốn không nghĩ lâm đại thái thái sẽ làm đến bước đó, ai dè khi xe ngựa mới dừng lại trước cổng lâm ra, tới lâm di nói tiền ứng nghiệm. Lâm đại thái thái đỏ bừng mắt đi ra, nhìn thấy tiểu tiêu thị tiền ngân ngẫn nước mắt, lẽ ra nên để ta tới phủ tiếp phu nhân mới phải, sao lại để quận vương phi và phu nhân tự tới thế này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 345, chắc ẩn. Tiểu Tiêu thị cười nói, đại thái thái khách khí quá, đều là thân thích, ai tới thì cũng như nhau thôi mà. Lâm đại thái thái thân mật nhìn sang Lâm Di, quận vương phi sinh nở xong, khí sắc lại tốt hơn nhiều, thật khiến người ta ao ước đó. Nói như vậy, không khỏe khiến người ta nghĩ đến chuyện Lâm Phương gả vào Lâm gia bấy lâu lại chưa sinh được mụn con cho Lâm gia, quả nhiên, Lâm Đại Thái Thái lại lấy khăn chậm khóe mắt, không như đại nãi nãi nhà chúng ta đây, không có phúc khí, tuổi còn trẻ đã. Tiểu tiêu thị vội vàng khuyên giải, Lâm Phương còn nhỏ, đợi khi nào khỏi bệnh rồi thì chuyện con cái cũng dễ dàng thôi mà. Mong là được như thế, Lâm Đại Thái Thái thở dài, đã mời lang chung bao nhiêu lần rồi, còn nhờ người mời cả ngụy nữa, nhưng đều không có cách nào, ta thấy Lâm Phương cứ phải chịu đựng như vậy nhưng chỉ có thể sốt ruột xuống mà chẳng còn cách nào giúp. Nói đoạn bà ta lại nhìn sang Lâm Di, quận Vương Phi hãy giúp ta khuyên nhủ nhé, dù gì cũng phải ăn vào, cứ tiếp tục như vậy thì không gắng gượng được mấy ngày nữa đâu. Tiểu tiêu thị kinh ngạc hỏi, hiện giờ vẫn không chịu ăn gì ư? Lâm Đại Thái Thái lắc đầu, thật lòng ta rất thích đứa nhỏ này, nhưng không ngờ nó lại. Có duyên với Phật tử đến thế chẳng lẽ còn nhỏ tuổi như thế đã bị đưa đi nói đến đây lâm đại thái thái gục đầu xuống như thể tâm trạng nặng nề cực kỳ từng màn từng cảnh cũ lướt qua trong đầu lâm di không ai biết rõ hơn nàng về tình cảnh của lâm phương mọi người đi dọc theo hành lang gấp khúc đến nam chính viện của lâm đại thái thái nhà hoàn vén rèm lâm đại thái thái mời lâm di và tiểu tiêu thị vào trong phòng tiểu tiêu thị bèn hỏi thăm về bệnh tình của lâm phương rốt cuộc là có chuyện gì thế? Lâm Đại Thái Thái nói, mọi chuyện đều do ta rời bàn thờ Phật ra ngoài, ta là sợ nó bị trường ninh sư thái mê hoặc, ai ngờ từ hôm đó liền bắt đầu phát bệnh, tất cả mọi người đang ngủ, nó đột nhiên kêu lên, đầu tiên là đuổi chính thanh ra khỏi phòng, sau đó cử nói rằng Phật tổ muốn nhốt nó xuống địa ngục A Tì. Những lời này hệt như lời đồn bên ngoài. Trò chuyện với Lâm Đại Thái Thái một chốc, tiểu tiêu thị không có tâm tình ngồi lâu, bèn nói, ta đi thăm Lâm Phương xem thế nào. Lâm Đại Thái Thái gật đầu, dẫn Lâm Di và Tiểu Tiêu Thị đến viện của Lâm Phương. Trước cổng Bảo Bình có một gã sai vặt, thấy người đến bên bước tới hành lễ. Lâm Đại Thái Thái hỏi, đại gia có ở trong không? Có à, gã sai vặt kính cẩn thưa, đại gia dẫn lang trung tới bắt mạch cho nãy nãy. Lâm Chính Thanh đang ở trong nhà. Tiểu Tiêu Thị nhìn về phía Lâm Đại Thái Thái, đại gia không đi nha môn làm việc tia không lâm đại thái thái thở dài lâm phương ốm như vậy rồi sao ta dám để nó đi nhỡ có chuyện gì không ổn có nó ở nhà thì mới có người ra chủ ý vừa bước vào trong viện của lâm phương sắc mặt tiểu tiêu thị lập tức trở nên rất khó coi đang ban ngày sao lại thế này bốn phía phòng ở đều bị che chắn bằng mảnh không để lọt một tia ánh sáng lâm đại thái thái rơi nước mắt lã chã lâm phương bảo làm không thể để phật tử thấy nó bằng không nó sẽ bị bắt đi trong phòng này không thể có một tia ánh sáng sao lâm phương lại ra nông nỗi này lớp mảnh dày được vén lên nha hoàn trong phòng che đèn đứng một bên nghênh đón trên kệ đèn phía trong có thấp không ít đèn nhưng dù vậy so với ánh sáng rạng rỡ ngoài kia thì trong này vẫn hết sức âm u lâm đại thái thái phân phó nha hoàn thắp hết đèn lên đi vừa dứt lời lâm chính thanh đã dẫn lang trung từ trong phòng trong ra lâm di nâng mắt nhìn lâm chính thanh gương mặt nho nhã kia treo đầy sầu muộn hàng lông mày nhíu chặt như thế thật sự lo lắng cho vợ lang trung đi sang phòng bên viết phương thuốc lâm đại thái thái vội hỏi lâm chính thanh lang trung nói sao lâm chính thanh lắc đầu vẫn như cũ vậy phải làm sao bây giờ lâm đại thái thái lập tức xám cả mặt mày nước mắt lại lăn xuống má. Từ phòng trong truyền ra tiếng Lâm Phương kêu gào đứt quãng. Tiểu tiêu thị và Lâm Di liếc nhau, vội vàng bước tới. Lâm Đại Thái Thái cũng vội theo sau. Vào phòng trong, giọng Lâm Phương nghe rõ ràng hơn, Phật Châu, Phật Châu. Đâu, tử hy đứng bên vội vàng đưa chuỗi Phật Châu bằng gỗ tử đàn cho nàng ta, đây à, đây à. Nãi nãi, vừa rồi lang trung bắt mạch bị vướng nên nô tỳ mới cởi ra. Lâm Phương ngửa mặt nằm trên giường, gương mặt hốc hác, má lõm sâu, tóc tai rối bời, đôi mắt lờ đờ cứ nhìn chằm chằm lên đỉnh giường, thân mình gầy gò như que củi đang run rẩy trong lớp áo gấm. Lâm Di sớm có chuẩn bị tâm lý mà vẫn bị tình cảnh trước mắt làm cho hoảng sợ. Tiểu Tiêu thị kinh ngạc dừng chân, hồi lâu mới bước lên kéo bàn tay lộ ra bên ngoài của Lâm Phương, bé con sao con lại thành ra thế này? Lâm Phương như không thấy được ai, mắt vẫn không dao động, chỉ có đôi môi còn mấp máy, kinh. Kinh, kinh, tứ hy gấp dòng, nói, nãi nãi đang đòi kinh thư đó à? Lâm Đại Thái Thái vội bảo, nhanh lên. Mau đọc cho đại nãi nãi nghe đi. Trong phòng vang lên tiếng tiểu nha hoàn lắp ba lắp bắp đọc kinh. Lâm Đại Thái Thái giải thích, ta cố ý tìm một đứa biết mấy chữ, bảo nữ tiên sinh dậy cho một chút, Lâm Phương không có kinh thư thì một hộp nước cũng không chịu uống đâu. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.